Hello, em xin chào cả nhà. Hôm nay em đi chùa và em muốn đưa các cô chú bác anh chị em tham quan một cái ngôi chùa Thái Lan ở Wimbledon. Ngôi chùa này gia đình em thường đi lại Phật nè các bạn. Mùa hè ấm lại chùa sẽ trồng thêm hoa ngay trước cổng chùa quá trời luôn nè. Mấy năm rồi em đi thì chỗ này một miếng đất trống mà không có trồng hoa. Năm nay đi thấy lạ ha. Cả nhà có thấy hai sư thầy không? Đang trồng bông hoa nè. Mấy cái nhà trong đó, những ngày lễ lớn thì các Phật tử đến để nấu nướng cho chùa. Cả nhà, đây là cái cổng đi vào nè. Có nhiều cây xanh bóng mát lắm. Hai bên đường có trồng bông hoa đẹp quá ha. Cái chỗ này là mới trồng bông hoa và làm lại đẹp năm nay luôn á. Chùa ngày lễ á, các Phật tử đi đông đúc chứ ngày thường á, cũng vắng vẻ lắm, với lại em đi sớm nữa. Chùa ở đây ngày lễ á, Việt Nam mình cũng có đi nữa, mà nhiều nhất là người Thái Lan á. Cái ngày bình thường á, chùa vắng vẻ quá ha. Mỗi lần mà đi đến chùa á, cảm giác mình nó thanh tịnh và an lạc lắm. Đây là cái cổng chính của chùa nè các bạn. Trước cổng có hai con sư tử hai bên. Bậc thềm để mình bước vào trong chùa. Đi đến chùa mình sẽ để dép ở bên ngoài á. Bây giờ em đi vào bên trong nha. Bên trong có một cái anh ảnh ngồi ở trong này rồi nè. Thường em bước vào á, cái cánh cửa nó đâu có kêu đâu, bữa nay cánh cửa kêu, cái anh đó ảnh hót hồn luôn. Bây giờ em sẽ lại Phật á, rồi sau đó em quay tiếp cho cả nhà xem nha. Chỗ này có để sách vở nè, nếu mà các bạn muốn một cuốn sách để về mình tìm hiểu thêm á, thì sẽ để một đồng vào cái thùng đó, hay là mình muốn để vào bao nhiêu thì tùy theo mình. Có hoa Thái Lan nữa nè, đẹp quá ha. Hoa này em rất là thích luôn á, vì đẹp mà lâu tàn nữa. Có thêm hai gì này vào lại Phật nè. Không gian ngôi chùa bên trong á, chỉ có bao nhiêu đây thôi đó các bạn, cũng không có rộng lớn cho lắm. Những ngày lễ lớn á, các sư thầy sẽ ngồi ở trên đó đó giảng đạo, còn các Phật tử thì ngồi ở dưới đây. Bữa nay em cũng muốn quay xung quanh cái ngôi chùa Thái Lan ở nước Anh á cho bà con xem, để hiểu thêm là chùa Thái Lan ở nước Anh như thế nào ha. Ngay đây có một cái thùng tiền nữa nè. Thì mình đi lại Phật xong, mình muốn bỏ vào trong đây bao nhiêu thì tùy theo mình. Bây giờ em sẽ đi ra bên ngoài á, quay thêm xung quanh cho các bạn tham quan nha. Chùa ở đây á, nhiều cây xanh á, mát mẻ và trong lành lắm. Có để mấy cái ghế cả cho các Phật tử lại Phật xong xuôi cái ngồi chơi ha. Chùa bên trong á, thì nhỏ mà xung quanh á, rộng lớn lắm. Không gian chỗ này á, mỗi khi mà lễ lớn á, vui lắm. Các Phật tử đến đây để ăn uống đồ chỗ này nè. Thái Lan thì có đồ ăn chay và đồ ăn mặn luôn nữa. Những ngày lễ lớn em đi á, thì em thấy
bà con tới đây để nấu, và bà con có người cũng có nấu món này món kia, họ đem tới đây á và đãi ăn chỗ này nè. Bữa nay em cũng muốn quay xung quanh chùa Thái Lan cho các cô chú bác anh chị em biết được là chùa ở Thái Lan nước Anh nó như thế nào ha. Ở trên đó có cái chuông thật là lớn, không biết cả nhà có thấy không. Bây giờ em đi vòng qua phía sau vườn của cái chùa ha, cho các bạn tham quan luôn nha. Chùa trồng rất là nhiều cây cối xung quanh đó, mát lắm. Có nhiều cây á, chắc mấy trăm năm, mấy chục năm luôn á cả nhà. Đây là phía sau của ngôi chùa, cổng chính của chùa với lại phía sau chùa, hai cái cổng giống y chang hả cả nhà. Chùa cũng có mấy em ngỗng nữa nè cả nhà. Có một em ngỗng baby thật là dễ thương luôn. Ngỗng loại này ở ngoài công viên á nhiều lắm. Ở đây có mấy cái băng ghế để cho các Phật tử đến đây cái ngồi ha, thư giãn ghê. Bây giờ em đi xuống á cho các cô chú bác tham quan cái vườn của chùa nha. Bây giờ mình đi xuống cái miếng thềm nè. Chùa này có nhiều bậc cầu thang lắm. Có cây cầu dễ thương quá ha. Một hoa màu tím kìa. Đẹp quá trời đẹp luôn. Hồi đó giờ đi chùa chứ em cũng chưa có quay xung quanh đây kỹ cho cả nhà xem ha. Đây có một cái cây hoa nè, màu tím, mà cái màu em yêu thích nữa. Mùa này là mùa hoa này nè, đi đâu mình cũng thấy trơn á, có hai ba màu luôn á, mà màu tím là cái màu đẹp nhất. Có cái con sông nữa nè, cái vòi á phun nước lên á, mà cái tiếng giống như là mình đang đứng ngay cái suối nước vậy á. Đi thấy an lạc quá ha cả nhà. Bên đây có thêm một cây nữa, và cái hồ nước này á có cái vòi phun nước lên nữa. Hôm hổm em đi á bị hư hay sao không có thấy phun nước được, bữa nay á phun lên đẹp nghe không. Và có mấy cái cây hoa đó ven sông á, nhìn thật là bình yên luôn ha cả nhà. Ngay đây có thêm một cây cầu nữa, chút mình sẽ đi qua luôn. Chỗ này có cái này, chắc mình để cái đồng tiền xuống á, để mình cầu mong muốn cái điều ước gì đó các bạn. Bây giờ sẽ tiếp tục đi qua cây cầu này ha, đi vào sâu ở trong đó mình tham quan. Ở chùa thì nhỏ nhưng mà chùa sở hữu một miếng đất ở bên ngoài á, thật là rộng lớn luôn á. Ở đây thêm một cây hoa màu tím nữa nè. Có một con đường để cho mình ra sau vườn nữa nè. Mình đi ra ngoài đó coi cái gì ngoài nữa nha. Một cái con đường nhiều cây xanh á, mát mẻ ha. Đi ra ngoài này á, ở đâu mình cũng thấy Phật luôn bên mình ha, ấm áp quá. Có nhiều cái cây to quá trời luôn á, nhiều năm lắm à.
chùa sở hữu một miếng vườn rộng lớn quá ha cả nhà. Ở đây có ăn cây chuối sao nó bị chắc gió hay sao, bị gãy cái đọt rồi. Bây giờ sẽ đi trở lại ha. Có cái vòi phun nước á, nó kêu giống như mình đang đi Đà Lạt nha. Để khi nào em kiếm cây hoa này đi về trồng á. Một ngày đi chùa, mình đi xung quanh tham quan chùa thì thấy nó an lạc quá ha cả nhà. Em không có mang tiền chì theo á, chứ nếu có mang á em sẽ bỏ vào trong đây á, mình mong muốn những gì mình muốn ha. Mà không có mang tiền chì theo. Là một cái hồ nhỏ nhỏ xinh xinh á, dễ thương quá. Nghe cái tiếng nước á, nghe thích quá ha cả nhà. Mấy cái đèn cho tối á, có cái năng lượng mặt trời nữa kìa. Hai cái hai bên. Ở đây thêm một cái chỗ nè. Chỗ này mới làm lại để mình ra tham quan coi ha. Cũng lần đầu em đi ra ngoài này luôn á. Tại vì lúc trước á, là chỗ này là nguyên một miếng đất không có trồng trọt, mà mình cũng không có đi ra được nữa. Bữa nay đi tới thì cất thêm mấy cái nhà ngoài đây nè, bằng cây thấy mát mẻ và đẹp quá ha. Rồi trồng cỏ rồi lên á, có mấy cái con đường cho mình đi nè. Wow, đẹp quá trời luôn á. Năm nay chùa trang trí trồng bông hoa, làm thêm vườn đầu ga nữa cho Phật tử đến đây lại Phật cái đi vòng vòng tham quan. Chùa năm nay trồng bông hoa, chăm sóc miếng vườn lại đẹp quá trời đẹp luôn á. Mình đi y như là mình đang đi ở ngoài công viên ha. Có nhiều loại hoa đó, mình trồng chỉ có được mùa hè hả, còn mùa đông sẽ tàn. Cả nhà có thấy tượng Phật nằm bên kia không? Cỏ xanh mà ha. Bên chùa có cái chợ nhỏ nhỏ, mình ra đây tham quan luôn một chút ha. Dưa này giống Việt Nam ha, 2 đồng 80p cho 1 ký á. Mùa hè rồi mình ăn dưa mát. Wow, có bán cherry nữa nè các bạn, có 2 màu luôn, nhìn hấp dẫn ha. 25 đồng cho 1 ký cherry á cả nhà. Có 2 loại dưa lận, loại ở trên đây là 3 đồng 50p cho 1 ký. Thấy nó giống nhau mà có 2 giá tiền ha. Còn phía bên đây là quá trời trái cây luôn nè. Cái tiệm này bán trái cây á, nhìn đàng hoàng lắm. Trái đều với nhau á, mà nhìn tươi ngon á. Bán đu đủ nữa nè, 9 đồng mấy cho 1 trái. Không biết Việt Nam mình có cam màu vàng không ha, chứ lúc trước em đi về thì thấy màu xanh á. Ở đây mình ăn cam màu vàng không mà không có màu xanh. Rồi trái cây luôn, nhìn tươi ngon quá ha cả nhà. Sẵn mình đi vòng vòng cái chợ này á, tham quan một chút luôn ha. Có xài tím, xài vàng luôn.
Chỗ này á, là một cái chợ nhỏ nhỏ ở Wimbledon. Bà con mà sinh sống tại nơi đây á, sáng họ chạy xe đạp ra đây đi chợ, uống cà phê, ăn sáng. Ở ngoài này có nhiều quán cà phê và nhà hàng á, nhỏ nhỏ ven đường dễ thương lắm. Bên đó có quán nước và nhà hàng á, thật là lớn luôn cả. Ở chỗ này có trưng chiếc xe để trưng thôi chứ không có chạy được. Em thấy shop nào cũng hay có để chiếc bên ngoài á. Và đây là nước nè, cho bà con nào đi vào cái shop mà có dắt mấy em chó đó, thấy nó có khát nước thì nó có nước nó uống luôn đó. Bây giờ là bắt đầu họ ăn uống rồi, ngồi bên ngoài á, vừa phơi nắng và vừa ăn uống, nhìn xe chạy qua chạy lại cũng vui ha. Khi nào mà bên ngoài hết chỗ thì họ mới muốn vào bên trong thôi, chứ bây giờ thì ai cũng muốn ngồi bên ngoài hết trơn á. Trời lạnh hay hoặc trời hè gì á, họ cũng thích ngồi bên ngoài á. Em cũng vậy nữa, mỗi lần đi đâu thì em cũng thích ngồi bên ngoài để uống á, thoải mái lắm. Bây giờ họ chuẩn bị bàn ghế ở bên ngoài rồi kìa. Cứ mỗi một cái bàn cái họ để một bình hoa đẹp quá ha, dễ thương. Ở trên này mùa hè thì lúc nào cũng vui hết trơn á, vì có đánh cầu ở trên đây nè. Bà con đổ xô lên đây để xem. Nhiều người thì họ mua vé vào xem thực tế luôn. Còn nếu mà mình không có mua vé đó, mình ra cái công viên họ để mấy cái TV á, cái mình ngồi mình xem. Nên mùa hè năm nào thì ở trên này cũng nhộn nhịp và vui lắm. Và tới lần nào cũng tới tháng 7 á, mình mới tổ chức. Ngay đây là các bạn thấy có một siêu thị ha, cái để anh một chiếc xe đạp ở bên ngoài nữa, hồi nãy chiếc xe Honda ha, còn cái này là xe đạp cũng để trưng bày vậy thôi á, chứ không phải là chạy được, cũng như là tượng trưng cho bà con ở vòng vòng ngay đây là họ chạy xe đạp đi chợ không á các bạn. Ở đường xá đó nhìn nó đẹp và nó cũng vui á, nhờ những cái quán nước họ để bàn ghế ven đường, chỗ rộng thì họ để được bàn ghế nhiều á, còn có chỗ thì nhỏ cái họ để chừng một cái bàn á, nhìn cũng dễ thương. Tới đây mình xem có cái tiệm bán cây giống nè. Họ bán cái này là cây chanh nè, có trái đồ sẵn luôn rồi. Đi về là mình không bao lâu mình có ăn luôn ha. Trái cũng to rồi nè, trái nhỏ và có đang có hoa nữa. Cái shop ở đây bán hoa là giá cũng hơi đắt hơn những tiệm khác, bởi vì lúc đầu cũng bán hoa tươi đẹp không à. Nhiều giá tiền khác nhau lắm, rẻ nhất là mấy trăm ngàn tiền Việt Nam đồng, còn mắc nhất là chắc khoảng 1,5 triệu Việt Nam đồng á các bạn. Cái hoa này em ở nhà có trồng nè, nó mỗi năm là nó lên. Bên con đường là shop, đủ thứ shop hết trơn á. Tuy là cái chợ nó nhỏ nhưng mà em thấy là cái gì cũng có, mà nhiều nhất là nhà hàng, quán nước á. Bà con sinh sống ở đây á, cái họ thích ra ngoài này ngồi uống cà phê và ăn uống.
cái cây này em nhìn từ xa em tưởng đâu nó thật nhưng mà lại gần nó giả. Ở ngoài Wimbledon này á, người giàu sinh sống không á các bạn. Nói tới Wimbledon thì ai cũng biết là ở trên đây là nhà cửa đẹp và người giàu đồ sinh sống ở trên đây không à. Này em nhìn từ xa nó màu vàng vàng á, nhìn giống y như cái cục chi vậy ha cả nhà. Từ hồi đó giờ á, em hay xưng hô là các bạn hay hoặc cả nhà hay các cô chú bác á, nhưng cũng có một số anh chị em nói thì em xưng hô á, cả nhà nghe nó hỗn và không có thiện cảm. Rồi cũng có các anh chị em nói thì em cứ xưng hô cả nhà đi, nghe cũng dễ thương và tình cảm mà. Thì đối với em á, thì xưng hô gì em cũng luôn tôn trọng các cô chú bác anh chị em á, đã luôn yêu thương và chọn cái kênh của em để xem á. Em lúc nào cũng cố gắng để mình làm tốt hơn, quay cái gì cũng là thực tế và chia sẻ rất là nhẹ nhàng, cũng không có nói gì đến ai hay là làm hại gì đến ai hết trơn á. Chơi cái này đôi lúc cũng không có dễ dàng, cứ mỗi người một ý thì em cũng không biết phải làm sao để cho vừa lòng hết tất cả bà con nữa. Em cứ làm những gì tốt nhất có thể thôi. Cảm ơn các cô chú bác anh chị em á, đi chùa với em ngày hôm nay nha. Video đến đây cũng đã hết rồi, hẹn lại video tiếp theo. Bye bye cả nhà.